Motion King. Dạ, hàng Mã Lai à. Mã Lai luôn á. Thử anh chơi. Coi nó ổn không? Ổn áp không? Thử rồi. Rồi, ok. Ok, lộm. Em cứ nghĩ trong đầu là nó sẽ nhẵn nhẹ mà anh không không chịu rồi đó chứ. Nhẹ mà ngon. Nhưng mà anh túng cái gu thì được. Gu của em cua hơn. Nó bóp chắc phải. Cười. Cái cọng dây đó là để cho nó hút nước, nó giữ đồ ẩm của cua cho nên cua nó không chết á. À, dạ. Rồi chốt luôn em ơi, đợi nửa ký à. Anh ăn cái chi chưa à? Thấy quen quen này. 518 anh ơi. Anh cái khẩu vị của anh là đó, 80-70 á. Mà cái khẩu vị anh ăn dẻo hay ăn khô hay là ăn béo? Cô mình ăn ghi 6 đi nhé. Một cơ không? Thái bữa nay nó hết chín là chơi. Mình ăn ghi 6 quá, đỡ đi mai mình ăn thái. Ghi 6 nó dẻo hay anh chơi? Luôn, 3.000 kỷ luôn anh. 310. Lấy ruột ra lấy trái, này lấy trái lại lên nè, vỏ mỏng. Ok. 224 nè. Cái ngón tay giữa tính theo hàng mặt tử nên sao đau quá ta. Okay. Cái gì này mình cũng phải thử rồi mới biết chứ, còn mà em nói ok mà anh không ok cũng vậy. Bởi vì nhiều khi em ít giải thích lắm. Để mình cho thử đi. Nó hơi dai. Ok. Ngọt béo. Bỏ hai trái nó ra luôn đi, cho nó phong thủy. Bỏ bao để đó. À. Cái gì cũng muốn hết trơn á, mà sợ tốn tiền thì thôi luôn chứ làm gì nữa. Đó hơn anh Long. Mà em thấy tiền với lại cái công cụ trong cuộc sống mà em thấy chứ là chắc em có một tèo thích theo là thích bên tệ quá. Như tới này 6 học nha. Hàng hiếm, hàng vip. Để chứ quả, để ai 6 học đi. Đâu có đâu ra ông nội. Mẫu này 7 học. Nè. Lấy không ngon là không ăn bài hả? 7 học. Trời ơi. 7 học. 3, 4, 5, 6 anh. 7 nó 7 nên đó là người ta chửi nữa. Hả? À. 6 đúng không? 224 rồi. Nhìn cứ tưởng đếm, cứ tưởng 7 học chứ. 7 học có chuyện luôn á. Rồi đây, nhỏ nhỏ. Ok chưa? Cộng phải đúng giờ đây nè.
408 đúng không? 224 với cộng đạt. Cua đi đi máy bay kìa. 108. Cua nè, quan từ từ nè. Nè, cua đi máy bay nè. Trần Dũng nó coi vậy nè. Nè. Cua đi, đu cua đi máy bay nè. Em có đi sáng một sự hồi luôn rồi. Thử nè. Vậy là mình tin nhau rồi đó. Mình mua thử khác không? Ừ. Mùa sinh kinh có mùa sinh kinh có sữa hạt lép cũng ngon. Bữa nay cũng vẫn có ngóng giữa đau thì ngang sữa hạt lép kìa, có được thử không? Dạ đứa ta lấy chị coi thử sữa hạt lép đi. Sao không có cái sản phẩm sao? Bình thường ăn bên em ăn sáo quen rồi. Rồi vậy không, cái nào quen mình cứ xài nó vậy. 1.4 kg. Nói chung là chán ông bố nội ơi. Rồi 273.000, ok chưa? Cho 4 lấy 10 đi. Chán nợ 2.000 đi, mốt lại từ sau. Rồi, nói cho cảm ơn nha anh. Ui luôn. Sao em để nó về nhà ngủ rồi mà nói. Khoan khoan cho coi cái gì. Dạ. Khoan khoan dừng lại 3 giây. Coi thử luôn được chưa? Để người ta thử hả? Coi nó có nhức nách không? Không có nhức nách. Không có nhức nách. Rồi thấy mặt cái kim này là ok rồi. Chưa được nhức nách mà. Cho nhất à. Dạ ăn hết hộp này nhất à. Cứ không nhất là được rồi đúng không? Anh hồi đi ngang hút thuốc tại anh coi mua hút nhất sẵn luôn đây, nó còn tối nó không có đóng cửa. Ủa em nói liên tiên thì người ta này nãy nhiêu ta? 270 mấy? 273. Có lộn đâu. Ok em, giờ 270 rồi. 288 đi. Mà lúc nào mình cũng là người thiệt nha, không có bao giờ mình được lời luôn á. Anh trai cái máy quay á. Dạ. Anh trai anh sao á? Thực hiện của lớn hả rồi. Thực hiện lớn xã hội á, mà mua đồ thì chỉ có ổ quá. Ký cơm sao nó vậy á? Sữa đúng không? Tư vấn cho anh kỹ nha, cho đến sữa hạt lép hay là ri sáu? Sữa hạt lép là cơm trao á nha anh trai. Ờ chắc đi ạ. Ừ đúng rồi. Chị ăn bên nào chị? Không đẳng sát. Em có ghi 6 Musakin với sữa hạt lép. Mua thử cái nhỏ nhỏ này cho đẹp không? Đó, Musakin ngon lắm. Thử đi. Không sai lầm đâu. Quanh sữa hạt lép. Thử 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 bạn khác không? Ừ, sữa hạt lép á. Sữa hạt lép không? Sữa hạt lép không? Đó. Lại nãy ha. Đó đúng rồi. Anh ta thử thử đi, em cho bé gái nó thử miếng luôn nha anh trai. Cho nó coi thì bán được tái nữa. Vì anh mà bán được tái nữa nè. Em thử nha. Cái này là gì ạ? Có sầu riêng á. Ngon không em gái? Làm em cháy rồi đúng không? Ngon không nói lên lời đúng không nội ơi? Ngon không nói lên lời. Có chừng nghe lắm. Coi để ý nha. Để ý, để ý nha. Không là tán vô anh trong á. Có được đổi không? Được không? Không, không có đổi rồi. Được. Đâu có đi đâu, đổi mang quà đó trời. Nói chung anh bán xét giá, nếu mà anh bán giá chừng 400, 500 á thì nói chung là em muốn gì đó luôn á. Okay mua đại mấy ký này con trả. Cái này nhiêu ký anh? 90.000. Bằng giá cơm với cơm là 301. Không, đây nó cháy kìa. Cháy 90. Rẻ hả? Rẻ nhất. Rồi em nhỏ với chị ơi. Ok. Cái gì cái cơm? Cái cơm thì mua đi ăn về mình để dành luôn. Ok không? Chết chết đi.
cái kỹ ta. Đó, nó như luôn. Sao mình ngồi thua mình, người quay quanh mình dữ vậy ta? Cảm giác nó bị áp lực bên ngoài. Bốn trăm mười lăm cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Số điện thoại đặt hàng là 0939 925 979. Đặc biệt là có cua Cà Mau 280.000 một ký, cua thịt. Mời em đem gì đang bán nữa cho ba. Sao? Cua. Ăn được sầu riêng à? Này, chơi. Không ăn được cua mà ăn được sầu riêng à? Nhiều người dưới ứng chứ biết. Anh chị có ăn cua không? Em có cua Cà Mau ngon lắm. Mới đem lên rồi căng đi đàn anh. Có thử trước nha. Ừ, nhỏ, thử cua, trước nha không? Thử trước được anh ơi. Em có cái càng, tôi thử luôn. Rồi, nhỏ cái này được chưa em gái? Ok. Như vậy? Có 119 nghìn à. Trong hàng này là nó không có lỗi đâu, ngon với nát luôn. Chắc chưa? Có cái mềm thôi. Cái mềm. Không mà thử là mịn không? Rất là mịn luôn. Anh trai thử thử. Thấy mịn không anh trai? Nó mịn như Ngọc Trinh luôn á. Khách quá trời kìa. Rồi, tiếp tục luôn đi Đạt ơi. Đạt. Này là... Lâu dùng cái này ra cho anh cái Đạt. Cho chú cái Đạt. Nãy là nãy bao nhiêu tiền rồi? 27 với 120 đi. 300 chưa được nửa tiểu mà. Làm thơm quá em gái. Rồi, làm trái đi. Rồi tới chị. Mua sinh kinh. Mắt quá ăn trời. Tao mất rồi. Chỗ ném với đây đây đây. Rồi. Ghê vậy mày. Ghê. Ghê thiệt. Dạ 368 nghìn. Ủa mắc quá trời, chị mua tự nhiên chứ hả? Anh quen. Đi sáng rồi sửa hàng lát em mua xe kinh. Lướng hoàng bay này chứ Hồng Dũng liền liền ra. Mua luôn đi anh. Dạ trúng lắm á. Dạ trúng. Cái này cũng là chín quá không em? Dạ chị có thử thêm ngon rồi lấy à. Thời buổi có ngăn cái gì kiếm tiền kiếm à. Rồi giờ mình ăn cơm gì nào? Dạ bây giờ nó hàng chín cây thì nó cũng phải mềm mềm như vậy đó chị. Xíu thôi hả? Rồi xong em rồi đó. Đó nhà bà chủ chủ. Nóng quá vậy. Mấy anh một viên cơm thì xong. Đồ. Rồi, ok. Thử coi đúng mấy cái chị. Chị ấm nhẹo chưa? Ủa, ba, anh mới nói nhiêu đó Đạt? 437 đúng không? Cơm rất là mịn. Dạ mua sơ kinh. Lên ký luôn đi anh. Anh nó không thích ăn kiểu này. Không được chung. Không được chung. Nói chung cái này mắc quá. Sao em không ăn đâu. Em mua 2 thùng bia ngon hơn. Mày trả. Dũng kia là Dũng mua. Bia chị lấy thôi. Không nhưng mà em lại em chịu 2 thùng bia chứ không chịu ăn này đâu. Ăn này rất rồi anh sao à? 4.7 à. Mấy là 6. Dạ. Trái là cơm anh. Trái đi. Để cho anh mình sửa à? Sửa 16 rồi. Sửa hàng lép là cơm chào nhão quá. Rồi chốt chưa? Duy 6.
ba đĩa chín luôn anh ơi. Ok không? Trời ơi. Khách đang vô. Dạ, cái nóc nhà cho thử à. Đẩy cái này đi đi Dũng. Anh lấy một phiếp cơ mà mềm hay là gáo á. Đạt đạt, đẩy cái này đi coi. Để nó bị gió. Bán một tái bỏ một tái bà Dũng là được. Được con. Tốt lắm con. Bán một trái bỏ một trái bà chủ có la được à. Ok chưa? Có. Có. Dạ. Cái này 90 cơm là 310. Cái mua sơn kinh chú. Mua sơn kinh chú 220.000 một ký. Mua sơn kinh. Dạ. Đắt nhất vừa. Ri 6 lần 101. Dạ. Sữa hạt lép là 90. Hạt lép 94 à. Dạ. Dạ chị đợi em xíu nha. Là nó hàng chiên quá nó mềm á. Dạ, ngon lắm. Hôm nay ngon. Hôm nay ngon cực kỳ luôn á. Hạt lép là trong kia chú lấy bao nhiêu là bạn lấy cho. Trái 2 ký mấy hả? Rồi có gì em bù lại cái khác nhé. Vì trái muối. Nãy giờ tỉa cắt cả rồi. Cơm chao nha chú. Hả? Cơm chao. Cơm chao à? Nó không vàng hả? Cái màu nó ngà ngà hả chú? Nó đi vàng hay vàng? Nay con có màu vàng cỡ này nha. Chết rồi. Giáp à? Làm trên mấy tái dưới đó rồi nè. Ri 6 rồi nè. Dạ. Ri 6 Khánh Sơn. Bỏ muối học ba, nè. Ba muối gì đúng không? Ừ. Má ơi, con khách bạn nữa rồi. Khách vô quá trời kìa. Đợi xíu nha. Hai bên đó có làm nhà đạt cái hộp đen gì đó. Rồi, ok. Nhiều rồi. 309. Ủa, anh lấy thêm một rồi, Tiên ơi chưa? Ra lửa cho chanh đi. Rồi 140. Chưa. Tiên làm đi, Tiên làm chanh đi. Xong anh này tới chị liền á. Để em vui luôn cho. Ồ ngon quá hả? Vừa khô khô á Tiên, nó mới ngon đó là mình. Ừ. Rồi lựa mấy trái xin đi 6 dùng ở đây đạt. Anh đã lựa cho trái rồi. Rồi một trái rồi, có luôn chị cho xíu chị. Đi ngay sau này vậy. Ngồi ngồi đó. Này xong á. Rồi anh nào lấy 1 ký cơm hay gì vậy? 1 ký cơm, khách đang rất là đông luôn. 2 ký cơm. 2 ký cơm. Dạ, ri 6 miền Tây 130.000 một ký dạ chú. Dạ, còn cái trái chú thấy nó xanh xanh này là sầu Thái 130 luôn. Dạ. Còn đây là ri 101 nè, ri 6 Khánh Sơn. Nhiều ký sữa không? Em chốt lên khu luôn cho đại ca. Đẩy đẩy cái hộp đây đại ca. Của anh khách nào 2 ký. Dạ. Ở cái hàm này có anh áo trắng không anh Dũng? Đây cái anh đem áo kiến nè. Khách bây giờ rất là đông luôn. Ông bà cô chú đang chờ Dũng lựa sầu riêng. Cui sầu riêng. Yeah.
tới chị đó luôn á. Rồi em mua cho nè. Rồi xíu được không trai? Bây giờ lấy luôn chứ cái đó để làm gì? Hay quá anh ơi. Ủa khách là tới gì nữa ta? Chú. Ủa anh ăn sao? Dạ. Tới hồi nãy anh chứ là tới chú không? Rồi cái anh này tới chú. Dạ. Chào ghen rồi đâu có thứ được anh. Ok chưa? Dạ, ok dạ. Chú. Chết rồi. Xong rồi, xong rồi. Đó là cảm giác con tay giữa em nó đau nè. Có chuẩn bị gút không? Cái ăn tôm cua gì nhiều không? Có chuẩn bị gút đó. Rồi Đạt ơi. Cầm đi em ơi. Rồi chú tái giống vậy luôn á chú. Ok chú. Chú lấy trái hả cơm? Chú lấy trái hay là chú lấy cơm? Cơm là 301. Còn trái là 101. Cơm á là khui ra ra lấy này thôi. Không quan tâm vỏ. Dạ, đúng rồi. Còn như thế này là 101 này là 329.000. 329.000, 2 kg 99. Ok chưa? Chị ăn loại nào chị? Đó là đúng không? Em có loại nào vậy? Dạ. Em có ghi 6 sữa hạt lép với lại mua sữa kinh. Đó này ngon rồi chú. Đó này ngon. 329.000. Ghi 6 đi chị. Dạ dạ. Chị đợi xíu đi chị. Có cái chị nào nãy nói cho một cái nhỏ nhỏ là chị đúng không? Rồi, chị là một tái hay một ký đó chị? Chị một tái hay ký? Năm người ăn không? Năm người ăn không? 329 à? Rồi, 308 luôn chị? 308 ngàn. 308 ngàn. Dạ, 305 à. Bớt nhiều quá bà chủ đuổi. Dạ, đây công nhân à. Sữa hạt lép 90 ngàn 1 ký, ly 610. Rồi bỏ nó tan đi em đút cho 1 miếng à. Thôi thôi được rồi. Con cảm ơn nha chú. Dạ. Bà chủ đuổi, bà chủ đuổi. Mai không thấy đây là bà chủ đuổi là biết Dũng bị bà chủ đuổi rồi. Anh khui sầu riêng mà anh cứ bà chủ đuổi hoài hả? À. Khách kêu bớt tiền là anh kêu sợ bà chủ đuổi à? Rồi 305 rồi chú. Chị ăn nào? Rồi chị là mình. Chú có chưa? Cô. À. Vậy là hết rồi đó hả? Hết rồi. Vậy mình ăn tiếp cái cà cua đi. Có ăn cà cua không? Sao hả? Cua ngon không Dũng? Hả? Ngon anh. Ngon không? Ngon. Mình thấy không ngon rồi đó. Anh thấy cái gì ngon? Trời đúng rồi, thì đâu có được ăn đâu mà thấy ngon. Hay là em đúng tôi biết. Bao giờ Đạt nó làm con cua để ra đó là làm miếng cái càng rồi thì ăn thử vô nhấm vị vô đó mới biết là ngon hay là dở. Ngon lắm anh. Ngon. Cái thùng cua đó nó 20 ký. Nhưng mà nó chết một con rồi cả khác nào nó quầy vốn cái lỗ chứ không lại nữa à. Ký cua lại có 30-40 ngàn à. Cua Cà Mau, cua Cà Mau.
Tiếp trong này tiên khui tiếp nè. Bù một muối. Bù một muối hả? Rồi, cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều. Địa chỉ của chúng ta đó là 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10. Số điện thoại đặt hàng là 0939 925 979. Chúc nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Bữa sầu riêng Hiến Nghĩa chỉ có một chi nhánh duy nhất à, không có chi nhánh nào hết. Thứ hai, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.